Em xin kính chào tất cả anh em nhé. Hôm nay bên Giang Nam Audio lại về tiếp tục về cập nhật được hai cặp loa tay của anh. Loa rất là xịn sò luôn anh em nhé. Loa tay này là loa gồm là loa highway và loa bass của nó là bass 12 và một chép anh em nhé. Và tất cả là đều là củ từ kép, và đặc biệt cái củ bass này nó có cả bạt bọc chống nhiễu nữa anh em nhé. Và cái loa này là loa tay của hãng BVK, sản xuất tại Anh Quốc anh em nhé. Và thùng bằng nhựa, và đặc biệt là công suất rất là lớn. Công suất của nó là max, là mỗi thùng là công suất max của nó là 150W trên một loa. Đấy, rất là lớn. Anh em có thể ghép làm loa lời, hoặc là loa nghe nhạc phòng ngủ, hoa loa quán cà phê, rồi là quán trà sữa các kiểu. Anh em làm loa treo tường rất là ngon luôn anh em nhé. Loa còn có cả đế chân đấy. Và hiện tại em về được hai cặp, thì hai cặp em bán cả hai, nếu ai lấy cả hai cặp thì em sẽ bán với giá là 4,5 triệu cả hai cặp, còn nếu mà lấy lẻ thì em sẽ bán 2,5 triệu một cặp anh em nhé. Đây, loa đây là loa của hãng BVK anh em nhé. Đấy, loa zin 100% và chất âm thì cực kỳ hay luôn, công suất lớn. Anh em có thể là ghép dàn, ghép dùng cho loa nghe nhạc phòng ngủ cũng được luôn, rất là hay. Sau đây em sẽ test cho anh em nghe thử. Cặp loa rất là bé nhưng mà lại mồm rất là to anh em nhé. Và cặp loa này em có hai cặp, và em bán, nếu anh em nào lấy cả hai cặp thì giá là 4,5 triệu, còn lấy lẻ một cặp thì là giá 2,5 triệu anh em nhé. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với em. Xin cảm ơn tất cả anh em.